Dạ, mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lập Cánh Người Tây. Hôm nay thì tiếp tục mời quý cô chú cùng xem một clip bonsai cây đẹp nữa với con tại vườn bonsai của chị Xuân, bonsai Xuân Thí hay không chú. Đó, thì hôm nay cây thành phẩm cây đẹp nhiều ha, cây cũng khá lớn. Rồi con mời quý chú cùng gặp lại MC dễ thương của nhà vườn ha. Rồi anh chào Thúy ha. Dạ em chào anh, em xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Hôm nay quay trở lại vườn kiển Xuân Thí bên em thì bên em lại tiếp tục lên giao lưu với quý cô chú anh chị mình một số cây bonsai thành phẩm ha cô chú anh chị. Bên em thì đa dạng chủng loại theo phong cách ba miền Bắc Trung Nam luôn ạ, có cả cây ăn trái luôn. Em cũng mong quý cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho nhà vườn bên em ha. Liên hệ chốt cây qua số điện thoại là 0967634263 để được chị Xuân tư vấn và chốt đơn ạ. Thì clip ngày hôm nay em có xả một số cây giá rất là rẻ luôn ha. Em cũng mong quý cô chú anh chị mình xem hết clip ủng hộ cho em nha. Rồi đầu clip là cây mã số 1, một cây hồng sim nha cô chú anh chị. Cây này đang có trái luôn nè cô chú anh chị. Hồng sim, dạ. Đang cho trái luôn. Đây hai trái lớn, trái nhỏ rất là nhiều nha. Có bông, bông đang trên đọt nhiều lắm cô chú. Đây. Hầu như đọt nào cũng có bông hết trơn á. Đường thân nó bay bay uốn lượn rất là dễ thương ha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao là 40, trên này đổ xuống đây là 63, ngang như gì là 62, hoành như gì là 8. Cây này mình tết mình trưng á cô chú anh chị, càng trái mà có trái là hên lắm á cô chú anh chị. Rồi cây hồng sim này em giao lưu với mình 1,2 triệu ha. Em bao ship toàn quốc, cây này em không ship chậu nha cô chú anh chị ơi. Chậu dạ. Nó không được đẹp mà nó dễ vỡ nữa. 1,2 triệu dạ. Thôi ạ. Em dừng lại cho mình cái. Mỗi đầu đọt đều có trái trên, có bông trên. Đặc biệt là cây thuần ha, thuần chậu. Rồi, đổi giúp anh luôn. Dạ, tiếp theo là cây gừa bông ha cô chú anh chị. Dạ. Cây này cái thân nó như cái cổ uốn lượn cô chú anh chị, có chi trước, có đuôi rồi nhìn khéo cây lắm ha. Một cây gừa bông rất là to luôn. Dạ, cây gừa bông rất đẹp hả cô chú anh chị. Rồi, chiều cao là 85, tán ngang gì em đo được 61, ngay vị trí cổ này em đo được 22. Hết như vậy luôn là em đo được là 108 đó cô chú anh chị ơi. Cây này thì em giao lưu 3,7 triệu thôi ha. Em bao ship, em không ship chậu nha. Thì quý cô chú anh chị nào yêu thích mà muốn lấy luôn cái chậu thì cứ liên hệ chị Xuân rồi mình thương lượng thêm giúp em ha. Tại cái dạ. Chậu này nặng quá. Rồi, một cây kim quýt nữa nha cô chú anh chị. Dạ, cây này dạ. Thành phẩm rồi nè cô chú anh chị. Cái lớp kẽm này nó chỉ là điểm nhẹ thôi, mình gỡ ra bất cứ lúc nào cũng được luôn á. Dạ, kim quýt có bộ đế khá độc đáo em ha. Kim quýt được ba lớn là nó lâu năm lắm rồi đó cô chú anh chị. Ôi trời trời trời. Rồi, cho vị trí này đi Thế ơi. Vị trí này đẹp không? À. Thôi em quay rồi. Lại đi. Nín thở ha. Chiều cao là 69. Tán ngang là 83. Ngay cái vị trí này em đo được 25. Nồi đế hết luôn là 83 đó cô chú anh chị. Độ sổ của nó từ trên xuống đây là 23. Dạ. Cây rất già ha. Cây này thì em giao lưu mình 5,5 triệu, em bao ship không chậu à. 5,5 triệu. Dạ. Ship không chậu. Dạ, rồi, tiếp tục luôn. Tiếp theo là mã số 4 ha, là một cây si nhật cô chú anh chị. Cây si quái. Dạ. Cây rất quái ha. Có lỗ luôn nha quý cô chú. Dạ. Đây lỗ đã được làm sạch sẽ luôn. Cây này cái lá nó dày, nó bóng đẹp lắm đó cô chú anh chị. Độ sổ nơm lên cây nhìn rất là quái luôn. Dạ rồi. Chiều cao là tầm 51 ha. Tán ngang là 46. Ngay cái này em đo được hoành 13. Độ sổ của đế là 18. Dạ. Rồi cái này em giao luôn 1,1 triệu ha. Em bao ship không chậu nha. Dạ rồi, 1,1 triệu. Dạ. Rồi tiếp tục luôn em ha. Tiếp đó, theo là xuống. Một cây xoài Ngọc Vân nha cô chú anh chị. Xoài Ngọc Vân trái tím nha. Dạ. Cây rất là to luôn cô chú anh chị ơi. Đã ra dây luôn rồi nè cô chú anh chị. Mấy cái cành này là đã già, đã ra dây hết rồi nè. Rồi cái cốt cành nó to lắm cô chú. Rất là bự luôn cô chú anh chị ơi.
quá trời cái cây. Em đứng sau là em không thấy em luôn cô chú anh chị. Rồi, chiều cao của nó là được 102, tán ngang là 84. Vị trí này em đo lực 50 ha. Nồi đế hết luôn như vậy ha, là được 140. Dạ. Em đo thử cái vị trí mặt mặt nè. Đúng rồi, em đo cái đó, đo cái tay cành cho mình cái đó. Là 97. Cái sòi mà nuôi vậy cũng lâu lắm rồi chú. Đo cái đúng rồi, đây cái đó. Cái này là được 12. 12 luôn ha. Dạ. Đó. Bẻ bự lắm. Lạng lạng nhạo nhạo vô đó chú. Rồi, giá sau đây thấy ha. Dạ em giao luôn cây này 3,7 triệu thôi ha cô chú anh chị. Cây rất là to, giá rất là xinh duyên luôn. 3,7 triệu em bao ship mà không ship chậu nha. Dạ. 3,7 triệu thấy ha. Dạ. Cái đế trà bá luôn cô chú ha. Một cục luôn. Rồi. Tiếp theo là một cây mít ha cô chú anh chị, mít Thái. Xoài tới mít ha. Dạ. Có cây ăn trái đủ loại luôn ha. Nhiều cô chú ơi. Rồi. Cây mít, cây này nuôi già cho trái nhìn chắc đã lắm rồi. Chiều cao cây này được 102, tán ngang là 105. Ngay cái cổ này em đo về được 16 gữ nè. Vị trí này em đo được 25 nè. Sổ xuống gì đo được 17 nè cô chú anh chị. Đường thằng nó uống ruộng cây nó khéo lắm đó cô chú anh chị. Dạ. Yeah. À, nhìn lại thấy ha. Dạ cây này em giao luôn 3,7 triệu em bao ship không chậu luôn à. 3,7 triệu. Tiếp theo là một cây dừa sim nha cô chú anh chị. Một cái cây dừa mà ra hai thân ha. Một cái trái dừa ra hai thân. Cây này mà mình trồng dưới đất mà nó lớn lên là nó cũng quái lắm á cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao là 43, ngang là 41. Em đo gì là được 16. Nguyên cũ gì luôn 23. Yeah. Rồi cái này em giao luôn 1,9 triệu nha. Luôn cái bể này luôn em hả? Dạ. Luôn cái này là 1,9 triệu hay chưa? Dạ. Rồi tiếp tục luôn. Dạ tiếp theo là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn ha, ghép lá chung. Cây này thành phẩm rồi cô chú anh chị, đang ra hoa rất thơm luôn. Rồi. Gốc lá lớn. Dạ. Mà ghép lá chung hay không chú? Nó đang phúng hoa rất là nhiều luôn. Thơm lắm, thơm luôn cô chú anh chị. Cái bộ đế chà bá luôn. Chi tàn mịn hết rồi ha. Chiều cao là 75, tán ngang là 70, hoành là 17, nồi đế là 67. Dạ. Hôm nay cây đẹp cho thành phẩm nhiều hơn chứ. Rồi cái này em giao lưu với mình 3,5 triệu em bao ship không chậu à. 3,5 triệu thứ ha. Dạ. Dạ rồi. Tiếp luôn em ơi. Tiếp theo là cũng chích. Một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn luôn nè cô chú anh chị. Cây này bộ đế quá dữ luôn cô chú anh chị. Nó sức chín em ha. Dạ. Để một cục to luôn chú. Rồi. Chiều cao là 59, tán ngang là 62. Nguyên ngay vị trí cổ này em đo về được 31. Ngay vị trí giữa giữa gì thì em đo được 94. Hết trơn nồi đế luôn là 127. Độ sổ xuống gì là 34. Dạ. Yeah. Cây này mình mà chịu nuôi nó lớn lên là lên tiền dữ lắm luôn cô chú anh chị ơi. Cây này quá trời cái bộ đế ha. Em giao luôn cây này 5 triệu không chậu nha. 5 triệu em ha. Dạ. Rồi đổi giúp anh luôn. Dạ. Tiếp theo là một cây thần kỳ ha cô chú anh chị. Cây này đang trái luôn nè. Trái đỏ tươi rất là đẹp nè cô chú anh chị. Cái màu màu đỏ của nó rất là đẹp đó cô chú anh chị. Dạ, một cây thần kỳ. Dạ. Mình cái trái này mình ăn vô là mình ăn trái chanh hay là mình ăn cái gì vô nó cũng ngọt hết trơn á cô chú anh chị. Bởi vì nó có
danh là cây thần kỳ ha, bộ đế nó sổ rất là đẹp ha. Ừ. Được rồi em ơi. Dạ. Quay cái bonsai. Chiều cao của cây là 66, ngang là 58, hoành là 11, nồi đế hết gì là 47, độ sổ là 15. Cây này em giao lưu chiều 7 em bao ship không chậu luôn ha. Dạ, rồi. Tiếp theo ha cô chú anh chị ơi, là một cây hải châu ha. Cây này đang hoa rất là nhiều luôn cô chú anh chị, quá trời hoa luôn. Cây này mà nó chịu nở trái một cái là chắc bích cây luôn cô chú anh chị ơi. Dáng bài ha, cây rất là đẹp luôn. Dạ. Cái màu lá nó ra xanh mướt rồi cô chú anh chị. Rồi ngược lại đi em ơi, đang dạ. Hoa. Dạ. Chiều cao nó tầm khoảng 38 ha. Dài nó gì là được 105. Ngang như vậy là được 50. Hoành em đo được 12 rưỡi gần 13 ha cô chú anh chị. Dạ. Cây này thì em giao lưu với mình 3 triệu rưỡi, em bao ship bao chậu cho mình luôn. Hải châu ha chú. Dạ. Hải châu cái lá nó rất là đẹp cô chú anh chị, nó bóng rất là đẹp ha. Ra trái thì nó sẽ từ xanh chuyển sang đỏ ha. Nó chuyển vàng vàng cam cam mà đỏ, nó gộ hết cả cây nhìn rất là bắt mắt luôn. Hồng dạ, ngọc rồi. Biển. Tiếp tục luôn em ơi. Dạ. Tiếp theo là một cây hoàng anh mộc ha cô chú anh chị. Cây này thì để vô một cái chum dễ thương lắm nè. Đường thăng co lắc uốn lượn rất là khéo cây luôn. Dạ. Một cây dúi hoàng anh mộc. Dạ. Ở trên này sổ xuống gì là 33. Ngang gì 26. Hoành gì được 9 nha. Sữa dán gừng chinh thân hả cô chú anh chị. Cây này em giao lưu chiều rưỡi bao gồm cái chum cho mình luôn ạ. Dạ rồi. Chiều rưỡi. Tiếp theo là một cây hoa sứ chàm ba ha cô chú anh chị. Cây này bộ đế quá trời dữ luôn nè. Cái lá nó ra cũng đẹp quá chừng nè cô chú anh chị. Nó rất là mượt ha. Xanh mướt luôn. Cái thân của nó thì già cỗi lắm rồi đó cô chú anh chị ơi. Đây em vừa mở. Thân rất là già luôn ha. Nó còn có nửa mảnh đâu cô chú, nhưng mà nó sức sống ghê ha. Đây nè. Đây còn có nửa thôi. Đây nè. Rồi. Chiều cao là 70. Chiều dài từ thân bay ra đây là được 85. Em đo ngay cái cốt này ha, là được 15. Nửa cái thân này em đo gì là được 26 nè. Cái đế từ trên đây sổ xuống gì là 32. Rồi, cây sứ cham ba này em giao lưu với mình là 1 triệu 8 em bao ship không chậu nha. Dạ, 1 triệu 8. Dạ. Rồi, mã số 13. Tiếp theo là mã 14. 14. Là một cây ổi ha. Ủa, một cây bằng lăng. Bằng lăng rừng. Cây này quay được không em? Cây này bằng lăng. Chắc được anh. Cái bằng xây này nó hơi lắc. Nó như là một cái vách đá đó cô chú anh chị, như một cái phiến đá gì đó cô chú anh chị. Dạ. Đây. Cái già nó lũa cô chú ơi. Cái gỗ nó nè. Chiều cao nó là 43. Ngang nó là 71. Nhưng đo làm sao nữa vậy? Đo hết luôn đi thấy ai. Ha, nguyên một cái dòng như vậy là được 110 đó cô chú anh chị. Dạ. Mét mốt. Một cái như vậy em đo được 10. Con gọi cảnh cảnh cho mình xem ha cô chú, những cái đoạn lũa của nó ha. Cho mình xem mặt sau ha. Dạ. Mặt sau thì liền lạc. Dạ. Nguyên một vách liền, mặt trước thì lỗ nhưng mà nó cuốn hết trơn ha. Rồi em cứ để đi. Cái này em giao luôn 1 triệu 2, em bao ship không chậu à? Cái này chỉ 1 triệu 2 thôi chú ha. Dạ. Rồi,
Tiếp theo là một nhỏ. Cây cây gì? Cây si búp đỏ. Cây si búp đỏ, dáng lông phụng ha. Dạ. Dáng phụng. Si búp đỏ. Cây này em bẻ giống con phụng luôn nè cô chú anh chị, để vô một cái chậu phụng luôn nè cô chú anh chị. Rồi, phối cũng độc đáo ha. Cây này sữa, cây này cực lắm đó cô chú anh chị. Chi tiết từng đoạn nhìn rất là khéo ha. Để một vô một cái bình gốm sứ bát tràng men gạn nhìn rất là bắt mắt luôn, có hình con phụng nữa. Trừ trên đây đổ xuống như gì là được 47. Ngang như gì là 49. Thử một thân được em. Dạ, một thân gì được 10 nha anh. Rồi. Nhiều đời thí ha. Dạ, cây này thì em giao lưu mình 3.1.000 nha. 3.1.000 em bao ship cả cái bình này cho mình luôn. Dạ. Gốm bát tràng ha. Dạ. Bên đây thì cũng là một cây si búp đỏ, dán con rồng ha. Bên đó thì con phụng, bên đây là con rồng ha cô chú anh chị. Để vô một cái bình rồng ha, mà cái dán cây sữa cũng giống con rồng luôn cô chú anh chị. Dạ. Mã số 16. Dạ. Chiều đổ của cây là 56. Chiều ngang gì là khoảng 75. Gốm men rạng bát tràng. Dạ. Chắc hoành nó khoảng 10 thôi cô chú anh chị. Hoành nổi thân là khoảng 10 thôi. Này mình chơi cặp rồng phụng đẹp lắm đó, cô chú anh chị ơi. Rồi như đề thí ha. Dạ, và cái này em giao lưu 3.2.000 ha. Em bao ship bao chậu cho mình luôn, mình lấy cây rồng cây phụng luôn thì bên em bớt cho mình chút đỉnh ha. Uống cà phê với em. Dạ rồi. Dạ. Tiếp luôn. Tiếp theo là một cây hải châu đang hoa ha cô chú anh chị. Cho trái luôn rồi, trái nó trái xanh xanh đây luôn. Dạ. Từ xanh nó chuyển sang vàng, sang cam, sang đỏ, đẹp lắm luôn cô chú anh chị. Lâu rụng lắm luôn. Nhìn cái cây mà cái lá nó bóng mà cái trái nó ra cái màu cũng đẹp nữa. Dạ. Chiều cao 45. 8048. Hoành thân 23. Nồi đế là 66. Em giao lưu cây này 2.7.000, em bao ship không chậu nha. Cây đường bông đường trái luôn nha cô chú. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn em ha. Tiếp theo 18. Là mã số 18. Là một cây sọp đọt đỏ. Dạ. Cây này rất là to cô chú anh chị. Rồi, quay giùm anh vòng đi ha. Mới quay được. To quái của cô chú. Mấy cây này rất là lâu năm hả cô chú anh chị. Lấy tay cành đỉnh ngọn, nói chung là cũng khá là chi tiết rồi nè, bắt đầu mình giật lại được rồi nè. Cái đọt nó ra màu đỏ đẹp quá chừng luôn cô chú anh chị. Mấy cái lọc này mình trưng Tết cũng đẹp. Rồi. Chiều cao là 86. Tán ngang em đo từ cái thân bên đây qua cái thân dài nhất gì là được 97 nha. Đo ngay vị trí cổ này ha. Rất là bự luôn. Là được 56 luôn á cô chú anh chị. Ở trên cái nhánh như này ha. Vậy là được 32. Dạ. Yeah. Anh chị nguyên cái dòng to chứ này lượng như đây. Đây. Dạ, khoảng 1m45 á. 1m45 á. 1m45 ha chú. Yeah. Vị trí dưới này ha, còn ngay cái đoạn to này thì nó bự hơn nữa ha. Dạ. Yeah. Đó. Cây rất là to luôn cô chú anh chị. Cây này thì em giao lưu với mình 5.8.000 thôi ha. Em bảo ship không chậu nha. Chỉ 5.8.000 thôi ha cô chú. Dạ. Cây rất là đẹp đó cô chú. Đã định hình chi cành rồi nè. Hôm nay là những cây này là em bán thu hồi vốn đó cô chú anh chị. Em cũng mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho nhà vườn bên em nha. Cũng gần Tết rồi. Cây bên em bán xả ghẻ đựng kiếm tiền ăn Tết cô chú anh chị ơi. Dạ. 5.8.000. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn ha cô chú. Dạ. Dạ rồi, đổi giúp anh luôn Thúy ơi. Cái này đúng không? Mã số 19. 19 là đây. Một cây nguyệt. Dạ, một cây nguyệt quế ha.
Nay siêu to khổng lồ của chú anh chơi. Hai cây nguyệt rất là đẹp. Cái chậu bự chà bá luôn. Rồi. Sao thấy các bạn xây ớn ớn vậy ta? Cây này dạng lùng lực hết cô chú anh chị, cái đế nó chảy đều 24 giờ luôn, rất là đẹp ha. Dạ. Cây này mà mình nuôi nó già cây một tàn nó ấm xíu nữa ra bít cây là cây này rất là đẹp luôn. Chiều cao là 59. Ngang như gì là 70. Dạ. Quạnh vậy em đo được 45 vị trí thế này. Em đo nồi đế hết vậy là được 140 đó cô chú anh chị. Dạ, lùng lực thấy không chú? Tay cành cũng lớn rồi, bằng ngón tay cái của mình hết rồi. Ngọn chi cành lấy đúng. Cái này em cũng giao lưu mình 5 triệu 8, em bao ship không chậu luôn nha. 5 triệu 8. Dạ. Rồi, đổi giúp anh luôn ha. Tiếp theo là một cây nguyệt quế nữa ha cô chú anh chị. Cây này nó tàn nó mịn hơn cây kia chút rồi. Cây này thành phẩm hơn của chú rồi. Thành phẩm hơn rồi nè. Nói chung là cây này dày lá hơn ha. Đẹp cây nha. Cây nuôi cốt cành rất là to. Rồi. Chiều cao là 65. Ngang như vậy được 77. Hoành như vậy được 36. Mấy cây này nuôi hàng tương lai quá, hàng đẹp. Hoành em nội đế gì em đo được 135 á cô chú anh chị. Mặc dù nó già nó có một vài cái điểm lũa nhẹ của chú, nhưng mà lũa của nguyệt quế thì nó cứng lắm. Cây này em giao lưu mình 4 triệu 8 không chậu nha. 4 triệu 8 thấy ha. Dạ. Dạ cây nguyệt quế này thì cũng là cây cuối clip của em ngày hôm nay ha cô chú anh chị. Em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị mình thời gian qua đã ủng hộ cho nhà vườn bên em ha. Em chúc quý cô chú anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe, xem clip vui và ủng hộ em, liên hệ em qua số điện thoại là 0967634263 để được chị Sương tư vấn và chúc đơn. Em cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều ạ. Rồi anh chào Thúy, con cũng kính chào quý cô chú. Hẹn gặp lại quý cô anh chị những clip tiếp theo.